Hi các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Bếp Nhà Chút. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ chia sẻ cho các bạn một loại bánh, đó là bánh Doraemon nhân mặn. Bánh này thì em bé rất là thích và bánh này không bao giờ hết hot. Vậy thì bây giờ mình cùng vào bếp để xem cách làm món này như thế nào nha. Nguyên liệu mình đã chuẩn bị sẵn như sau. Đầu tiên là mình có bột bánh rán. Bột này là vị sô-cô-la, mình mua sẵn nha các bạn, ở trong siêu thị có bán. Sau đó thì mình về mình sẽ pha với lại 140ml nước là mình có thể làm bánh được rồi. Mặt sau thì có hướng dẫn sử dụng nha các bạn, các bạn có thể tham khảo và mình làm bánh nha. Nhân mình sẽ bao gồm là chà bông, xúc xích và pate nha các bạn. Đây là tất cả các nguyên liệu mình đã chuẩn bị sẵn. Bây giờ mình sẽ pha bột để làm bánh. Mình sẽ cắt gói bột này, mình cho vào tô hang. Sau đó mình cho 140ml nước mình đã chuẩn bị vào luôn. Và mình sẽ đánh đều cho bột tan. Bánh rán Doraemon đó các bạn có thể là tự pha bột cũng được, hoặc là mình mua bột có sẵn làm thì nó sẽ tiện hơn. Ngoài ra thì bột mình mua nó sẽ có rất là nhiều vị, như vị vani hay vị sô-cô-la, thì các tùy theo sở thích của các bạn có thể lựa chọn. Xem video nếu các bạn yêu thích, các bạn cho mình một like nha. Và nếu các bạn thấy hay thì các bạn hãy đăng ký ủng hộ kênh của mình. Sau khi mình pha bột xong rồi thì các bạn sẽ chuẩn bị một cái chảo như thế này nè. Sau đó mình cho một ít dầu lên đó các bạn, để mình sẽ lau hết cái chảo này, để giúp cho khi mà mình rán bánh đó, thì nó sẽ không có bị dính. Các bạn sẽ dùng một cái vá to và các bạn múc bột thì mình sẽ đổ xuống như thế này nè các bạn. Nhiệt độ của bếp á các bạn, mình sẽ để ở nhiệt độ trung bình. Và khi nào mà các bạn thấy bánh đó, nó có nhiều rổ trên cái bề mặt bánh đó, thì lúc đó là mình đã trở bề được rồi. Các bạn thấy là lúc nãy mình có thoa một chút xíu dầu lên cái chảo á, thì bây giờ khi mà bánh mình trở qua thì bánh mình nó cũng mịn nha các bạn, nó sẽ không bị rách. Và cứ thế thì mình sẽ đổ tiếp cái bánh thứ hai nha các bạn. Bánh rán các bạn, các bạn có thể là ăn không cũng được, hoặc là các bạn có thể là dùng nhân ngọt. Mình thì hôm nay mình muốn đổi món cho nên là mình sẽ dùng nhân mặn nha. Các bạn là nhìn thấy là bánh Doraemon là mình cũng làm rất là đơn giản nha các bạn. Bạn nào cũng có thể làm được. Nếu nhà các bạn mà có em bé thì mình nên làm để giúp cho bé mình có một món ăn ngon miệng và đổi món. Vậy là mình cũng vừa làm xong hết vỏ bánh Doraemon này các bạn. Bây giờ mình sẽ kẹp nhân để mình dùng nha. Các bạn nhìn thấy là bánh của mình là rất là mịn nha các bạn, và bánh rất là thơm nè. Bây giờ thì mình sẽ kẹp nhân vô và mình ăn ha. Bánh Doraemon nè các bạn, mình thấy đa số là mọi người sẽ dùng là nhân đậu đỏ, hoặc là nhân mứt trái cây. Tuy nhiên thì nhà mình nó hôm nay là mình có sẵn như là chà bông, xúc xích cũng pate là mình có sẵn ở nhà luôn. Mà mình ăn những cái loại ngọt mình ngán rồi thì mình sẽ đổi qua mình ăn cái nhân mặn này, sẽ xem thử là nó có ngon hay không nha các bạn. Mình thoa đều pate lên bề mặt bánh như thế này nè các bạn. Thì khi mà lát nữa mình cho topping lên rồi á, thì mình kẹp hai cái bánh lại thì nó sẽ không có bị rớt bánh ra nha các bạn.
bánh rán Doraemon này thì mình làm cũng hết sức đơn giản, mà nguyên liệu chế biến thì cũng dễ kiếm, cho nên là mình làm ở nhà thì mình sẽ ăn rất là hợp vệ sinh, và em bé thì lại vô cùng thích. Như vậy là mình cũng vừa làm xong bánh rán Doraemon nhân mặn. Các bạn cũng thử làm cho gia đình mình dùng nha. Video của mình đến đây cũng kết thúc. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu các bạn yêu quý thì các bạn cho mình một like nha. Và nếu các bạn thấy hữu ích thì các bạn hãy đăng ký ủng hộ kênh của mình. Và các bạn đừng quên nhấn vào chuông thông báo bên phải để nhận những video mới nhất từ kênh của mình. Xin cảm ơn và hẹn gặp các bạn ở những video tiếp theo.